Rồi em mời chị vào. Dạ vâng, lời đầu tiên Thành Nguyên bên chào chị đã đến với kênh của Thành Nguyên nhé. Dạ. Trước tiên thì chị gửi lời chào tới cho quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều nào. Tôi tên Trần Thi Lan, xin chào cộng đồng mạng và trong nước và ngoài nước tất cả chị em anh em. Dạ, chị Trần Thị Lan ạ. Dạ. Dạ. Trước khi đi vào đây thì Thành Nguyên cũng có hỏi ý kiến chị Lan rồi. Dạ. Không biết là Thành Nguyên nên gọi cô hay là gọi chị? Dạ, gọi chị đi. Thì Thành Nguyên cũng nghe vậy cho nên là Thành Nguyên cứ gọi chị cho nó trẻ ha chị ha. Dạ. Đấy. Từ Tiền Giang là chị qua đây lúc mấy giờ ạ? Chị qua đây hồi tới đây là khoảng 8 giờ rưỡi ạ. 8 giờ rưỡi sáng? Dạ. Dạ. Thì sau khi mà nghe chị bảo là sáng nay chị tới đó, thì Thành Nguyên lại có công việc, Thành Nguyên đi thì đến chiều mới về. Nhưng vì cái lý do đó mà Thành Nguyên nói là ai mà có đi kết nối thì phải báo trước cho Thành Nguyên một ngày để tránh cái tình trạng là Thành Nguyên có việc đột xuất đó. Thì hôm nay bây giờ là đã 5 giờ chiều rồi, chị đã chờ từ sáng tới chiều để mà được gặp Thành Nguyên. Thì Thành Nguyên cũng rất là hy vọng rằng là với cái quãng thời gian mà chị đi như vậy đó, cùng với cái sự nghiêm túc của mình, thì chị sẽ tìm được cái ý trung nhân như mình mong muốn hay chị ha. Rồi bây giờ chị Lan cho Thành Nguyên biết thêm năm sinh cũng như là công việc của mình như thế nào nè. Chị Trần Thi Lan, chị sinh năm 1960, ngụ ở ấp Hòa Lược, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 60 là trong giấy tờ hay là tuổi thật của mình luôn ạ? Trong giấy tờ, chứ tuổi thật chị là 59. Sinh năm 1962. Năm 62. Nhưng cái thời gian đó, thời bao cấp á, mà gia đình đất nhiều mà không có đủ tuổi để lao động đó. Thì nhà nước người ta lấy, người ta chia ra những cái hộ khẩu khác. Thành ra phải chị phải cước lên 2 tuổi, gia đình cha mẹ phải cước lên 2 tuổi đặng cho đủ lao động đặng nhận lại đất. Rồi bây giờ chị Lan có làm công việc gì không ạ? Chị thì chị hồi xưa giờ là chị buôn bán. Lúc mà chị sống còn chưa có ly hôn á là chị làm rẫy với chăn nuôi. Sau này chị ly hôn rồi là chị buôn bán quán ăn trước cửa Phương Trang á, nằm cặp với Phương Trang, nằm sau lưng của, nằm ngang hông của Phương Trang. Rồi chị Lan cho em hỏi là công việc của mình hiện tại là đang làm gì hay gì? Rồi hiện giờ á là chị nghỉ bán rồi, chị chỉ ở nhà đưa rước cháu đi học thôi. Là bây giờ không có làm nữa đúng không? Dạ. Thế rồi chị Lan là có tất cả là bao nhiêu người con ạ? Chị có 4 người con, 3 trai 1 gái mà có gia đình hết rồi. Rồi bây giờ có ai ở chung không? Chị thì cỡ 10 năm nay là chị ở chung với cháu ngoại. Tại vì cháu ngoại á sanh rồi mẹ cha nó mất, mẹ nó bước thêm bước nữa. Thành ra chị nuôi cháu ngoại mà nay nó đã thành tài rồi, hiện giờ đang học đại học Cần Thơ. Tháng 7 tháng 8 này ra trường. Cháu thì nó đang đi tập huấn những cái bệnh viện á. Rồi cái tình trạng hôn nhân của chị Lan là như thế nào cho Thành Nguyên hay nè? Cái hôn nhân á là hồi đó là ưng vợ chồng chị cưới nhau á là năm 79. Rồi năm 80 anh ấy đi nghĩa vụ, đi cho tới năm 83 y về á. Là từ cái ngày đó là nhậu riết, nhậu hoài, nhậu không có ngày tỉnh. Rồi đến cái thời gian ai cũng nói thôi giờ sống vậy không có tương lai, nhậu say xỉn vậy rồi có con ra sao nuôi. Mà chị nói thôi anh này kệ, để ảnh từ từ đi, ảnh từ từ, ảnh lớn tuổi rồi ảnh chững chạc lại rồi ảnh đổi tánh lại. Nhưng mà càng ngày nó càng lặm thêm. Rồi thành ra cuối cùng là được 4 đứa con, là tới năm 2000 đó ha. Chưa tới 2000, còn 1 năm nữa mới tới 2000 là chị đã làm đơn đi thân. Đi thân nhưng mà 1 năm đó không thay đổi. Rồi ở xã cũng có mời qua ra hòa giải 3 lần. Rồi ở xã người ta mới nói thôi anh vợ chồng anh có con rồi, thôi giờ anh cũng đừng có nhậu nhè để phụ mần mà nuôi con với chị. Rồi anh mới nói là không, chẳng thà bỏ rượu chứ không có bỏ vợ chứ không bỏ rượu. Anh quyết định như vậy rồi. Thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu. Rồi ở tòa án ở xã mới nói vậy, nếu mà ông nói vậy, ông quyết định vậy, ông suy nghĩ lại phải không? Nói vậy. Rồi người ta mới đưa xuống với tòa án cấp huyện.
xuống dưới cũng cũng mời, trong vòng một năm mời 3 lần. Rồi ổng quyết định á, thì bây giờ á, là có 3 công đất giờ bán ra, rồi chia ra làm 6. Rồi mình mới thưa với tòa án á, nếu mà bán đất á thì ảnh mới ký tên ly dị. Rồi mình á, thì mình không bán, ly dị là ly nhưng không bán, tại vì có 4 đứa con mà 3 trai 1 gái, sau này á, con nó lớn lên nó không có nơi có chỗ nó ở, rồi lỡ nó đi lang thang, nó đi bụi đời rồi sao. Giờ con giờ nuôi ai nuôi cũng được, mà để đất đó nữa cho con nó lớn lên, đặng nó có gia đình, đặng nó có nơi có chỗ nó cất nhà nó ở. Y nói không bán đất là không ghi, không ký tên. Rồi mình mới thưa với tòa, giờ quý tòa cho nếu không ký tên á mà không thôi được, tôi cũng bỏ xứ tôi đi, tôi dắt 4 đứa con tôi đi hết, nhưng mà đất tôi không bán, sau này con tôi nó lớn lên nó mới về nó có nơi có chỗ ở. Rồi cái tòa án ở với cả mẹ người ta mới bãi đi. Cái tới chừng buổi chiều á, người ta làm việc lại, người ta quyết định rồi cho thôi ly dị, cho ly dị nhưng đất không bán, mà ông chồng ông không ký tên cũng cho ly dị luôn. Rồi ông mới tò mới nói giờ mấy 4 đứa con của chị là ai nuôi? Nó dạ tôi nuôi. Thành ra thời đó không có ly, y không có ký tên nhưng mà vẫn ly dị, tòa án ta quyết định cho mình ly dị nhưng mà không có giấy nha. Là tòa án của huyện Cái Bè. Của huyện Cái Bè Tiền Giang ha. Rồi 4 đứa con đó là mình chấp nhận, mình nuôi tới giờ nó cho ăn học, có vợ có chồng rồi, là giờ có nơi có chỗ hết rồi đó. Thì chị Lan cũng đã đọc cái bản cam kết của Thành Nguyên rồi đúng không ạ? Trong đó nó thể hiện khá là rõ những cái điều khoản Thành Nguyên nêu trong đó. Và những gì mà tất cả các anh các chị nói trên kênh của Thành Nguyên tất cả đều là sự thật nha. Và không có điều gì là khuất tất ở đây. Và nếu như có gì đó thì mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái hậu quả pháp lý. Thành Nguyên thì Thành Nguyên chỉ là cái người ghi nhận và làm cái nhịp cầu nối thôi. Còn những gì mà mọi người nói trên đây thì sẽ phải có trách nhiệm với những gì mình nói ra. Và trong đó thì có nêu rằng là cái văn bản cam kết này được lập hoàn toàn là tự nguyện và không có bị ai ép buộc. Và Thành Nguyên cũng đã thấy chị Lan ghi thông tin và cũng đã ký vào sẵn đó rồi. Mặc dù không có muốn nói nhưng mà Thành Nguyên vẫn cứ phải nói. Bởi vì cái chương trình của Thành Nguyên là chương trình ghi hình thực tế đó. Có rất là nhiều cô chú anh chị mới vào sau mà chưa hiểu được cái cách thức tham gia chương trình của Thành Nguyên như thế nào. Thì Thành Nguyên cũng nói luôn là mọi người ai mà muốn tham gia thì bắt buộc là phải có những cái giấy tờ tùy thân rồi giấy tờ liên quan. Trước khi mà đến đây thì muốn tham gia thì cứ gọi cho Thành Nguyên rồi Thành Nguyên hướng dẫn cho. Chứ còn Thành Nguyên không có làm qua điện thoại, không có qua Zalo. Nên là có ai xin số hay này cái nọ thì Thành Nguyên cho không được. Là dù không muốn thì Thành Nguyên cũng phải nói ra đây thì nếu như có hơi dài dòng xíu thì cả nhà cũng thông cảm giùm cho. Chị Lan cho Thành Nguyên hỏi là khi mà chị đến đây thì các con cũng như người thân của chị có ai biết và ủng hộ chị không? Cái ngày lúc bữa nay chị đi là con nó không biết, nhưng mà lúc trước á, mấy tháng trước á, nó nói giờ má lớn tuổi rồi mà tụi con có vợ có chồng, mà những cái lúc mà má đau má bệnh á thì không có ai gần cận kề má, rồi má buồn má tủi má cứ khóc hoài à, thôi giờ tự ý má giờ tụi con á má đi kiếm cái người đăng ký đi lên kênh đi, cái kênh của anh Thành Nguyên á, để kiếm cái người mà má vừa ý để làm bạn, sau này nhiều khi đau bệnh nó có người phụ sự cho nó đỡ buồn. Nhiều khi má bệnh rồi má buồn rồi má gầu rồi má không có được sức khỏe không tốt, mà tụi con thì không có săn sóc má được. Thì còn cái ngày nay là chị đi là nó không biết. Chị nói chung là được con gái hậu thuẫn là vui rồi. Rồi bây giờ cho Thành Nguyên hỏi này, ngày hôm nay chị Lan đi với cái quãng đường như vậy chờ Thành Nguyên suốt cả ngày như vậy thì hôm nay thì chị mong muốn bày tỏ như thế nào tới cho các anh nào? Chị thì cái kinh chị mới coi đây nay cả chừng 3 bữa, có cái kinh cái anh Bùi Quốc Linh. Anh Bùi Quốc Linh. Anh ở Hậu Giang. Cái anh đó thì anh lên là anh nói là anh không cần đẹp. Anh kiếm vợ không cần đẹp, nhưng mà mình thấy cái ảnh nói thì mình cũng dự ý, tại vì mình thích con cái là ảnh chống chân, ảnh không vợ không con. Rồi cái ý nguyện của mình á, thì mình muốn tìm cái người á, thật thà thương yêu á, thì chân thành, với lại á, là nói chuyện á, thì dịu dàng,
còn chị thì chị thích cái người dịu dàng. Thí tỉ như có cái chuyện gì mà mình bực tức á thì từ từ dạy bày tỏ, chứ đừng có vội vàng, đừng có nói thô lỗ. Là chị, cái ý của chị thì chị không chịu vậy. Chị thích là cái tính đàn ông phải dịu dàng, mềm mỏng. Dạ, không ăn nói thô lỗ. Dầu chị có chặt cái gì đi nữa thì cũng nói từ từ. Chứ còn nếu mà nói quá là chị xúc động, chị chịu không nổi. Nói chung là cứ có chuyện gì thì cứ từ từ bảo nhau, đúng không? Dạ đúng rồi. Em cũng phải nói trước với chị Lan một điều là vậy. Không phải ai đến với chương trình kết nối cũng đều kết nối thành công. Chị Lan biết điều đó đúng không ạ? Thì nếu như mà chị Lan mà có duyên với anh Bùi Quốc Linh đó, thì Thành Nguyên không phải nói làm gì. Nhưng mà nếu như anh mà không có phản hồi lại cái tình cảm của chị đó, thì chị cũng mở lòng với những người đàn ông khác không ạ? Dạ đúng, có được. Vẫn được đúng không ạ? Tìm chừng nào người cái người đó cũng như cái ý mình mong muốn được vậy thôi. Để không được rồi về cũng không có trọn vẹn cũng. Với mình lớn tuổi rồi, một hai lần thôi chứ nhiều lần cũng không có được tốt với xã hội. Rồi bây giờ những cái người mà sau này đến với chị Lan á thì chị mong muốn cái độ tuổi các anh từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu? Thì cỡ tuổi chị với hoặc lớn hơn với chị cỡ chừng 4-5 tuổi. 5-6 tuổi thì cũng tầm được. Tầm 65 độ lại ha anh chị ha. Rồi công việc rồi hình thức rồi điều kiện người đó thì chị có quan trọng gì không? Điều kiện thì coi như cũng phải có cái cuộc sống, cũng phải nhàn, cũng phải có thu nhập hay có làm cái gì đó cũng thu nhập sống cho nó thoải mái. Còn bên chị á thì chị bây giờ chị không có còn đi, không có còn bán quán nữa. Nhưng mà cái lúc dịch á là chị ở nhà chị chăm cháu, chị để cho nó học online đó. Rồi mấy tháng qua bây giờ nó vô trường rồi. Bây giờ nếu mà chị không còn đưa cháu đi học nữa thì chị đi làm. Chị đi làm tùm lum hết á. Coi như là cũng như chị đi làm ở trên cái công ty mà trung tâm Sao Mai nó giới thiệu việc làm đó. Hợp đồng cho với công ty, người ta lại hợp đồng với công ty. Rồi công ty nó mới điều mình đi. Cũng như người ta hỏi chứ cái việc đó chị có làm được hay không. Nếu mình đồng ý thì công ty nó đưa mình tới đó làm. Cần thiết thì chị cứ tắt cái máy chút xíu nhé. Chị tắt nguồn rồi. Đợi có gì lát nữa mình nghe sau ha. Chị tắt nguồn rồi. Rồi Thành Nguyên tóm tắt lại chút xíu nhé. Chị Lan thì chị mong muốn tìm một người là bằng tuổi chị hoặc là lớn hơn khoảng 5-6 tuổi. Về cái người đó thì là đừng có lớn tiếng lắm, đúng không? Đừng lớn tiếng. Đừng có giận dỗi gì mà la mắng này cái nọ là chị cũng rất là sợ về cái vấn đề đó, đúng không? Chị thì chị thích mềm mỏng, nhỏ nhẹ, nói chuyện cho tế nhị. Rồi chị Lan cho Thành Nguyên hỏi là sau khi mà kết nối thành công đó thì chị Lan có tính là sẽ về bên anh ở hay là sao? Cũng vẫn được. Nếu điều kiện thì ở đó cũng được, mà không á thì chị ở bên chị cũng được. Về bên chị cũng có thể được. Nếu như mà về bên chị ở thì nó có vướng bận gì với con cái của chị không? Bây giờ á thì hồi đó chị ở với đứa cháu ngoại. Lúc đó thì nó còn học lớp 9, lớp 10, lớp 12 á thì nó ở Cái Bè, thì nó đi nó về với chị. Rồi từ cái ngày lên qua hết lớp 12 qua Cần Thơ là học là 3-4 năm nay là ở bên nhà trọ bên Cần Thơ không có về. Rồi chị thì một mình chị ở nhà chị buồn, chị mới kêu cái thằng trai thứ hai chị với con dâu nó về nó ở chung với đứa con 5 tuổi. Hiện giờ là coi như thằng trai đó nó ở nhà chị đó. Nhưng mà khi chị cháu ngoại chị ra trường rồi đó thì tháng 6 này thằng con trai chị nó cất nhà mà xa chị khoảng cái chừng 5 cây số. Là con trai con dâu mà đang ở cùng với chị hả? Là sẽ cất nhà. Như vậy thì lại Thành đã ở mình rồi. Thành ra chị ở có mình á. Rồi thì hôm nay chị Lan đến với chương trình của Thành Nguyên. Thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận những cái tâm tư, những cái chia sẻ của chị Lan rồi. Thì sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ đăng tải lên và Thành Nguyên sẽ cho anh Quốc Linh hay. Nếu như anh Linh mà phản hồi lại đó thì Thành Nguyên sẽ cho chị Lan. Cái số điện thoại này hai anh chị cứ liên hệ ha. Còn nếu như không đủ duyên thì là anh nào mà thấy chị Lan phù hợp thì cứ đến gặp Thành Nguyên rồi Thành Nguyên sẽ đặt lịch phỏng vấn. Nếu như lại hợp duyên thì Thành Nguyên sẽ làm cái nhịp cầu nối thôi. Rồi thì cuối chương trình chị Lan có cái điều gì đó muốn nhắn nhủ riêng tới cho anh Quốc Linh cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều nè. Anh Linh, mình là tên Trần Thi Lan, đến từ ở Tiền Giang. Mấy ngày qua thì mình đang có coi cái kênh của anh kết nối với Thành Nguyên. Thì
nghe anh nói anh kiếm ý chung nhân là không cần đẹp mà không cần cũng giàu, không cần giàu. Nhưng mình thì đẹp thì cũng không đẹp mà giàu thì cũng không giàu. Anh mà có nghe được những lời của mình chia sẻ với anh vậy đó, anh có cái ý có thông cảm với mình, hay là anh có cái thấy mình nói vậy đó có hòa nhã được không, thì anh kết nối với anh rồi anh trả lời cho Thành Huyên biết cho mình. Dạ. Yeah. Ok chị. Dạ. Rồi thì Thành Huyên cứ ghi nhận cái tâm tư, cái chia sẻ của chị Lan đây ha. Dạ. Dạ, đây có gì thì Thành Huyên sẽ cho chị Lan hay sau. Dạ. Dạ. Rồi, còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên. Cũng như thường lệ, quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật rung chuông kế bên để không có bỏ lỡ một cái video nào mới nhất của Thành Nguyên đưa lên nha quý vị. Em cũng chúc cho chị Lan sang năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Cũng như là sớm tìm được cái ý trung nhân như mình mong muốn ha. Dạ. Để chúc cho chị trên đường về vạn sự bình an ha. Dạ. Vậy chị cũng cảm ơn em với bà xã em kết nối những cái mảnh đời mà đổ vỡ như vậy, nhờ em mà những cái mảnh đời đổ vỡ này sao lại có được cái hưởng phúc cái tuổi già, sống cho nó thêm thọ thêm tí xíu tuổi nữa. Dạ. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Rồi, tinh thần cứ vậy ha chị ha. Dạ. Dạ dạ, để em chào chị. Dạ.